Người ấy làm bạn rất bất ngờ vì hiểu được những điều bạn chưa nói với người ấy. Bởi vì người ấy rất thấu cảm đồng cảm bạn. Chỉ có một người yêu thương bạn chân thành, toàn tâm toàn ý, mong muốn bạn phát triển tích cực mới có thể chạm đến sâu thẳm tâm hồn của bạn, thấy được những điều bạn chôn giấu ở trong lòng, từ đó đưa ra sự hỗ trợ kịp thời, rất xác thực, có nghĩa là đúng vào những điều bạn cần để hỗ trợ tích cực cho bạn ngày càng phát triển mạnh mẽ trên hành trình cá nhân của mình. Điều này cũng thể hiện rất rõ ràng, người ấy rất cam kết trong mối quan hệ này. Người ấy muốn cùng bạn đối diện với những thăng trầm của cuộc đời, xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu đậm và bền chặt. Bạn thật là có phước khi gặp được một người như vậy. Đó là bởi vì bạn có vẻ đẹp nội tâm, có trái tim nhân hậu, bạn luôn tin tưởng vào tình yêu. Đó là ánh sáng dẫn đường cho tình yêu đích thực bước vào cuộc đời của bạn. Khi hai bạn cùng nhau nhận thức rõ ràng trách nhiệm của mình trong mối quan hệ, cùng nhau hỗ trợ cho nhau trên hành trình cá nhân của mình, đồng thời cùng chung tay góp sức xây dựng mối quan hệ ngày càng sâu đậm bền chặt, hai bạn rất xứng đáng trải nghiệm được tình yêu đích thực trong cuộc đời này. Vô số phước lành đến với hai bạn.